Nhưng có lẽ ở mùa giải năm nay sẽ là thời điểm mà Arsenal họ tự tin và họ vượt qua những cơn ác mộng đã xảy ra ở những lần trước đây khi đối đầu với hồng sam xứ Bavaria, khi mà Bayern ngày hôm qua cũng vừa để thua 0-2 trước Borussia Dortmund trong trận derby của nước Đức. Thực ra đây là thời điểm mà Arsenal sẵn sàng tạo ra được một cuộc phục thù. Bây giờ Arsenal đã rất khác so với thời điểm mà ngày xưa họ để thua đậm trước các đội Bayern Munich, và chọc khe xuống dành cho tốc độ của Phil Foden. Còn thua vẫn là quá khó. 33 phút đã qua rồi anh ạ. Man City chỉ có 2 tình huống chạm bóng trong vòng cấm địa của pháo thủ, trong khi Arsenal không cầm bóng nhiều bằng Man City, nhưng họ đã có 6 tình huống rồi. Một chi tiết cũng rất đáng chú ý, nhưng nó cũng chỉ là một cái thông số để chúng ta tham khảo thôi. Nó chưa hình dung ra cho chúng ta về việc bàn thắng sẽ đến ở đâu và như thế nào dành cho đội bóng nào. Thực ra hai đội với số lượng chạm bóng trong vòng cấm của đối phương ít như vậy, chúng ta cũng hiểu là họ đang phòng ngự và chơi kín kẽ như thế nào. Đúng rồi, nó chặt chẽ quá. Không lẽ nào chúng ta lại bị lặp lại kịch bản của trận đấu lượt đi? Không ai mong muốn kịch bản như lượt đi sẽ quay trở lại đâu. Những trận đấu mà người ta đã chờ đợi cả tuần trời. Thậm chí là nếu như ra năm thì người ta đã bắt đầu xác định được cái lịch thi đấu của Man City gặp Arsenal, hay Liverpool gặp Man City, hay Liverpool gặp Arsenal rồi. Đó đều là những trận đấu mà thực sự ở mùa giải năm nay chúng ta được nhìn thấy cuộc đua gọi là thế ba gì nhỉ? Kiềng ba chân. Odegaard, đây sẽ là cơ hội dành cho Arsenal. Declan Rice, Jesus, vẫn đang là Gabriel Jesus, khoảng trống dành cho Jesus, hơi cồng kềnh. Kai Havertz, Kiwior, lỗi việt vị của Kiwior.